Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Nhật Ký phần 2 chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi qua phần 2 của Hilton Nhật Ký thì vẫn là cái thông báo về buổi diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 37 tại thành phố New York ngày 11 tây tháng 6 sắp tới đây. Lễ hội này do Liên Hiệp Quốc đứng ra tổ chức trước đây và bây giờ thì thành phố New York vẫn duy trì truyền thống này. Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại đã có mặt ngay từ những năm đầu của cái diễn hành văn hóa này và liên tục trong mấy chục năm qua. Và bây giờ sau 2 năm bị đình trễ, nay nó được tổ chức trở lại. Mong rằng tất cả khán thính giả của TNP Channel sẽ tham gia đóng góp và bảo trợ đông đảo để mà cho thấy cái sức mạnh trưởng thành của cộng đồng chúng ta tại xã hội Hoa Kỳ. Và mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với Thu Tara qua số điện thoại trên màn hình của quý vị. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua đề tài thứ hai. Đề tài thứ hai lần này Phong lại nhắm tới Việt Nam. Không phải là vụ án của Trịnh Văn Quyết cũng không phải là vụ án của Tân Hoàng Minh mà vụ án đã làm cho nhiều người ở hải ngoại cũng như trong nước hả hê hoặc là thất vọng. Đó là vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, nhân vật đã gây nổi đình nổi đám từ năm ngoái và bây giờ chính thức đã bị Cộng sản Việt Nam truy tố về điều luật 331 bộ luật hình sự của Cộng sản Việt Nam. Thì tôi đã từng nói cái điều luật này Cộng sản vẫn thường dùng để chụp mũ tất cả những nhà bất đồng chính kiến. Tuy nhiên hôm nay tôi không nói về cái điều luật này. Mà tôi nói về cái vụ án của Nguyễn Văn Hằng với những phát hiện mới cho thấy rằng là nó càng làm cho cái uh, chủ trương chiêu dụ của Cộng sản Việt Nam đối với người Việt hải ngoại và kể cả một số thành phần được xem là Việt Kiều sợ hãi không dám làm. Đó là cái việc gọi là xin hồi hương hay là nhập lại quốc tịch Việt Nam. Quý vị, thời gian trước đây, với cái nghị quyết 36 của Cộng sản Việt Nam ban hành từ năm 2004, trong đó xem khối người Việt ở hải ngoại là khúc thịt không rời được của Việt Nam. Quý vị, và kể từ khi mà ra cái nghị quyết này, Cộng sản đã có nhiều cái chính sách chiêu dụ người Việt hải ngoại bằng nhiều hình thức khác nhau để mà về đầu tư làm ăn buôn bán, đổ tiền, đổ của đổ cái uh, chất xám của mình vào Việt Nam. Một trong những cái chính sách này và một trong những cái uh, khuyến khích này Cộng sản Việt Nam đã thông qua Bộ Ngoại giao, lãnh sự quán và các cái tòa đại sứ ở trên khắp thế giới, kể cả Hoa Kỳ. Là quý vị, cái chiến dịch mà kêu người Việt hồi hương là nhập lại quốc tịch Việt Nam để được hợ hưởng những cái phúc lợi từ cái chính sách Cộng sản. Trong đó họ nêu ra rằng thứ nhất là nhập quốc tịch lại quốc tịch Việt Nam thì sẽ được đứng tên nhà cửa. ha rồi làm việc không cần phải nhiều cái giấy phép nhiêu khê dành cho công dân nước ngoài đại khái như vậy và bên cạnh đó thì nó cũng là mối lợi cho một số người đặc biệt là các viên chức của ngoại ngoại giao của lãnh sự quán cộng sản việt nam thời gian trước đây kiếm tiền rất nhiều bởi vì theo luật mà nhập lại quốc tịch việt nam hay hồi hương đó quý vị thì quý vị được quyền mang tài sản ở nước ngoài về việt nam mà không cần đánh thuế trong đó ít nhất quý vị mang được một chiếc xe và quý vị biết nhập cảng ở Việt Nam đó thuế đánh tới 300%. Tức là quý vị mua một chiếc xe ở Mỹ trị giá khoảng 30 ngàn Mỹ Kim. Thì quý vị mua chiếc xe đó ở Việt Nam trị giá khoảng 90 ngàn Mỹ Kim gấp 3 lần. Là bởi vì Cộng sản đánh thuế rất nặng vào ngành xe. Nhất là xe hơi nhập cảng từ ở nước ngoài vào 300% quý vị. Thì quý vị do đó cái chiêu dụ hay nhất là dụ những người hải ngoại về Việt Nam nhập quốc tịch hay hồi hương thì họ được quyền mang tài sản về thì trong tài sản đó họ kiếm được mớ tiền ví dụ họ không có khả năng mua một chiếc Mercedes một chiếc xe gọi là xe sang trọng ở Mỹ nhưng mà cán bộ đảng viên của Bộ Ngoại giao có khả năng mua và họ chỉ mang về dùm thôi vài tháng sau đó họ sang tên là chuyện của họ nhưng mà một chiếc Mercedes ở Mỹ trung bình là 50.000 cho tới 100.000 một chiếc thì về Việt Nam thì nó từ 150.000 cho tới 400.000 đô la cho một chiếc xe càng mắc thì á, họ lời càng nhiều đưa một chiếc Mercedes thuộc dạng gọi là S-Class mà về Việt Nam đó quý vị là mua ở Mỹ này không cả trăm ngàn rồi thì về Việt Nam nó thành 300.000 thì quý vị cái sai biệt ở giữa này do đó các viên chức à, ngoại giao đó quý vị thúc đẩy dữ lắm xúi <laughs> người việt hải ngoại là nhập quốc tịch việt nam trở lại hoặc là xin giấy được hồi hương để được hưởng những cái này được đứng tên nhà cửa trong việt nam được à, 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 gọi là gì quý vị được à, hưởng những cái phúc lợi đó rồi kể cả việc mang tài sản về không bị đánh thuế nữa thì quý vị cái chiêu này nó đã được dùng cả 10 năm nay rồi đáng tiếc thì cái sự này cái cái việc mà người hồi hương thì cũng không nhiều lắm mặc dù có sự quảng bá rộng rãi gần như là thuyết phục của các cái viên chức ngoại giao qua các lãnh sự quán qua các cái à, à, cái tòa đại sứ quý vị thì thật sự người việt hải ngoại không có nhiều đa số việt kiều của cộng sản thì nhiều tức là những người mà họ trốn họ đi lao động ở nước ngoài ở đông âu rồi cái họ trốn ở lại rồi sau vài năm bằng cách này cách kia họ nhập được quốc tịch của Ukraine, của Nga, của Ba Lan, của Cộng hòa Séc rồi đó quý vị. Thì đó, những 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 thành phần này đó quý vị, khi mà về lấy lại quốc tịch Việt Nam thì có. Về lấy lại quốc tịch Việt Nam thì có. Đây là cái thực tế nó xảy ra trong cả chục năm qua rồi. Nhưng mà quý vị, bây giờ cái vụ án của Nguyễn Phương Hằng nó lại làm cho cái tình trạng mà gọi là muốn nhập quốc tịch của Việt Nam phá sản. Bởi vì trong cái cuộc điều tra thì thấy rõ ràng Nguyễn Phương Hằng ngoại trừ quốc tịch Việt Nam, bà ta đã từng lấy quốc tịch của Cộng hòa Cyprus ở tại hoặc uh, Cyprus là một cái đảo quốc nằm ở gần Hy Lạp, tức là nằm ở trong uh, nằm ở chỗ địa trung hải gần của nằm trong liên hiệp Âu Châu luôn. Thì quý vị thật sự ở những quốc gia này, quý vị bỏ tiền đầu tư đủ khoảng một vài triệu là quý vị sau mấy năm là quý vị có quốc tịch rồi. Martin hay là ở Cyprus đều giống như vậy. Và khi có quốc tịch ở những quốc gia này mà họ là quốc gia nằm trong Liên Hiệp Âu Châu thì có nghĩa là cầm cái passport của Cyprus đã có thể đi khắp các quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu mà không cần xin chiếu kháng. Nhưng mà tại vì các quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu thì cái chính sách di trú họ khó. Những quốc gia dễ như Matran hay là Cộng hòa Cyprus đó quý vị thì nó dễ hơn. Chỉ cần bỏ tiền đầu tư là có quốc tịch đại khái như vậy. Cho nên nhiều đảng viên Cộng sản Việt Nam đã nhập quốc tịch ở những quốc gia này. Đã có hai quốc tịch trường hợp của nguyễn phương hằng thì cũng không khác gì cả có điều bây giờ đối diện với lại án hình sự thì cái quốc tịch thứ hai này có giúp được cho họ hay không câu trả lời là không cộng sản việt nam vẫn nhân danh người này là công dân của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đưa ra xét xử bây giờ có tòa đại sứ của cyprus có can thiệp cũng trả được tại vì bà này hai quốc tịch và Cộng sản Việt Nam nó xử bà ta trên cái quốc tịch của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cộng hòa Cyprus không làm gì được hết. Và quý vị, không những như vậy. Mai này, những kẻ nào mà lỡ dạy nghe suối dạy của à, cán bộ à, ngành ngoại giao đó, lỡ xin hồi hương, lỡ xin nhập lại quốc tịch Việt Nam là phải đánh lô tô. Tại vì khi mà họ bị chụp mũ bất cứ một cái tội danh nào bởi lực lượng công an Cộng sản Việt Nam, thì nó sẽ xét xử về cái, cái quốc tịch của quý vị, cái quốc tịch của quý vị, cho nên quý vị, quý vị đã bị, quý vị sẽ nằm à, gọi là nằm trên răng dưới đe và không được sự can thiệp của nước khác. Trường hợp này đã từng xảy ra và cộng sản Việt Nam ngậm đắng nuốt cay với ông Trịnh Vĩnh Bình, tại vì ông Trịnh Vĩnh Bình là người đã khởi kiện cộng sản Việt Nam chính thức luôn và ông ta đã thắng liên tục mấy lần do cái sự thất hứa và cái sự gọi là hứa cùi của cộng sản việt nam và một trong những cái cuộc ra tòa mới nhất của ông ta thắng được mà mà cộng sản việt nam thua là cộng sản việt nam dựa trên cái tin cái việc mà ông ta là người việt nên nói ông ta là công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam để xét xử ông ta và họ họ bác bỏ và họ nói rằng là đây là công dân của họ nhưng mà quý vị điều sai lầm của cộng sản việt nam là trần vĩnh bình, bình chưa bao giờ là công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hết bởi vì năm 1975 ông ta là công dân của nước việt nam cộng hòa và lúc đó ông ta rời khỏi việt nam do đó ông ta không có dính dáng gì tới cái nhà nước cộng sản cả chính vì vậy ông đã chứng minh được ông rời việt nam từ giai đoạn của năm 1975 chưa bao giờ là công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hết do đó ông thắng liên tục và đây chính là cái mà cho quý vị bài học rất lớn những người ở hải ngoại tôi không nói những việc kiều những việc kiều đó là những thành phần là đi sau này đi qua xuất cảnh lao động hay là đi bằng diện du học kết hôn à, đám cưới để mà có được cái cái quyền định cư ở những quốc gia nước ngoài đó quý vị thì thành phần này dễ bị chiêu dụ lắm tại vì họ bị tẩy não từ nhỏ tới lớn ở Việt Nam mới qua nước ngoài được vài năm gặp cuộc sống khó khăn là họ tìm cách họ quay trở về Việt Nam và vẫn giữ quốc tịch Việt Nam Trừ những người nhập quốc tịch Đức Quý vị nhập quốc tịch Mỹ Quý vị cũng không có Quý vị cũng không có cần phải bỏ quốc tịch Việt Nam nữa. Nhưng mà quý vị nhập quốc tịch Đức Là quý vị phải bỏ quốc tịch Việt Nam Đó là cái luật của nước Đức Đức mà quý vị muốn nhập quốc tịch Đức Thì đầu tiên hết quý vị phải có giấy chứng minh Là quý vị bỏ quốc tịch Việt Nam Trừ của Đức và một số những quốc gia khác thôi Thì quý vị điều này cho quý vị thấy khi mà quý vị mang cái thân phận là công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thì quý vị sẽ gặp nguy hiểm. Tại vì bất cứ giờ phút nào nếu quý vị có mặt ở việt nam nó vẫn bắt và à, xét xử quý vị và các cái nước khác không can thiệp được. Các nước khác không can can thiệp được. Nếu quý vị còn giữ cái quốc tịch việt nam và quý vị nhập lại quốc tịch việt nam, do đó quý vị hai mặt một đồng tiền con dao hai lưỡi, quý vị nhập quốc tịch Việt Nam. Quý vị có thể được hưởng lợi là đứng tên nhà ở Việt Nam nếu quý vị có mối làm ăn ở bên đó. Rồi quý vị được à, à, không cần phải xin giấy phép, tại vì nếu mà quý vị là công dân nước ngoài, làm con khỉ gì ở Việt Nam, quý vị cũng phải xin giấy phép hết. Phải được sự xác nhận nhân thân của Bộ Ngoại giao, rồi được xác nhận là của à, công an là quý vị không gây hại an ninh quốc gia, bla 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 bla, một đống giấy phép. Còn nếu mà quý vị có quốc tịch Việt Nam thì quý vị không cần. À, đó là những cái lợi mà Cộng sản đưa ra Chiêu dụ những người Việt ở hải ngoại Nhưng mà những người Việt hải ngoại thì họ khôn hơn Họ không dạy gì Họ có thể về Việt Nam làm ăn, buôn bán Nhưng mà họ không dạy gì Mà nghe lời xú dạy này hết Tại vì tất cả tài sản làm ăn, buôn bán của họ Kiếm được, họ kiếm cách họ tuồn về Mỹ hết Chứ họ không giữ trong Việt Nam Họ không giữ trong Việt Nam bởi vì thứ nhất Có thể rằng là do cái chính sách dễ dạy Cộng sản mở cửa kinh tế Họ có nhiều cơ hội làm ăn nhưng họ không tin cộng sản họ không dạy gì để tài sản của họ toàn bộ ở Việt Nam để một ngày nào đó họ giống như bầu kiên họ giống như là à, Nguyễn Công Danh và à, Phạm Công Danh và bây giờ là tới Trịnh Văn Quyết và Nguyễn Phương Hằng đó là cái lý do tại sao mà người Việt hải ngoại này ít khi nào nghe lời chiêu dụ ngoại trừ cái đám Việt kiều tôi gọi đám Việt kiều là những kẻ mà tôi vừa nói Tại vì sự khác biệt giữa Việt Kiều và người Việt tị nạn hay quá. người Việt tị nạn cộng sản hải ngoại. Nó có sự khác biệt rất là xa. Thì cái bài nói chuyện ngày hôm nay để tôi nhấn mạnh cho quý vị thấy. Tôi nhấn mạnh cho quý vị thấy là cộng sản khi mà nó chiêu dụ quý vị, nó đưa ra những cái bánh vẽ rất đẹp. Nhưng đằng sau những bánh vẽ đó là những cái hậu quả mà quý vị không thử tưởng được. Cứ lấy bài học của Trịnh Vĩnh Bình. Bình chưa bao giờ là công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho nên ông ta thắng còn tất cả những kẻ mà nghe lời chiêu dụ của cộng sản thì quý vị thấy phạm nhật vũ công dân của ukraine bây giờ đang ngồi trong nhà tù rồi à, gì, bầu kiên cũng đang ngồi trong nhà tù những người này là công dân của đông âu đó quý vị chứ không phải là công dân của... nhưng mà tại sao nghe lời cộng sản chiêu dụ bay về bên đó rồi nhập quốc tịch rồi dùng passport Việt Nam. Cho nên quý vị họ không được sự họ không được sự gọi là gì là à, bảo bảo vệ của các quốc gia khác. Tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện này câu chuyện này tôi kể cách đây mấy năm trên một cái livestream rồi để quý vị thấy được cái thân phận của Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và cái passport của nó tệ hại tới mức độ nào. Tôi có người bạn đi Việt Nam và đi qua hãng Eva Airline đa số những người về việt nam đó ở mỹ này á, là họ đi qua hãng máy bay của đài loan tức là phải đáp xuống đài loan rồi mới bay vô việt nam qua cái hãng nổi tiếng là hãng Eva thì người bạn này của tôi cổ là một người à, bên công giáo có một lần cổ đáp chuyến bay về tới à, đài loan để chuẩn bị vô việt nam đó quý vị cổ chứng kiến một cổ chịu không nổi là cảnh mà những người mà à, phi hành đoàn của đài loan đó đối xử với những người qua đi xuất cảnh lao động ở Đài Loan đó, rất tệ hại. Có thể nói rằng là họ rất là khinh miệt. Có lẽ là do cái văn hóa giáo dục ở Việt Nam qua tới Đài Loan quậy cái gì đó. Làm cho cái thành kiến của người Đài Loan đối với những người mà cầm cái passport đó đó các bạn. Thì cô bạn của tôi, cô tức quá, cô đứng dậy, cô phản ứng. Tại vì cô thấy cùng là người Việt với nhau. Cô thấy mấy người đó mà nói giọng bắt nhiều lắm. Thì cô đứng vậy, cô, cô đứng dậy, cô cự cái cô phi hành đoàn cái cô chiêu đại viên trong phi hành đoàn cô này ngó cô bạn tôi từ trên xuống dưới cứ nghĩ cô bạn tôi là người việt nam cô bạn tôi không nói gì hết thì cái cô này nó hù nói rằng là nếu bà còn cự nữa thì tôi có thể nói với phi công đuổi bà ra khỏi máy bay tại có đó là quyền của phi công quý vị phi công có quyền đuổi quý vị ra khỏi máy bay nha mà chính phủ chưa chắc càng kịp được đâu thì cô bạn tôi nói ok tôi có thể rời khỏi máy bay này mà cô nói cô làm cổ vừa nói cổ vừa mở cái phone lên cổ gọi thẳng cho cái số của tòa cái số cái cái số của văn phòng đại diện Hoa Kỳ tại Đài Loan. Thì cái cô phi hành đoàn vừa nghe cô này nói tiếng Mỹ. Cô hiểu mà, cô phi hành đoàn cô nói rằng song ngữ cô hiểu mà và biết được cô này là passport Mỹ, lập tức thay đổi thái độ liền. Lập tức thay đổi thái độ và xin lỗi cô bạn tôi liền cái quyền lực của cái passport Mỹ đó quý vị với cái với lại cái sự gọi là yếu hàng của cái passport Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó như thế nào nhưng vẫn có một số Việt kiều ở ngoài Bắc bị chiêu dụ bởi những cái lợi trước mắt nào là được đứng tên nhà nào là được đưa tài sản về Việt Nam không bị đánh thuế để mà nhập lại quốc tịch Việt Nam và kết quả bây giờ giống như Nguyễn Phương Hằng nếu bị xét xử theo cái luật của Cộng sản Việt Nam nó xử quý vị trên cái luật lệ là gì quý vị là công dân cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. Trước đây quý vị có một số tổ chức hải ngoại tổ chức những cái à, à, họ thậm chí họ, họ về việt nam để mà họ à, họ kêu gọi à, tranh đấu cho cái phong trào dân chủ. Họ bị bắt ngay tại phi trường. Họ bị công an cộng sản bắt ngay tại phi trường. Nhưng mà họ bị giam giữ mười mấy tháng là họ được trả tự do trở về mỹ. Thậm chí có những người bị kết án mười mấy năm tù. Đó giống như trường hợp bạn tôi và michael phương nguyễn từng bị kết án là mười mấy năm tù nhưng mới ở được có hai năm thôi là cộng sản việt nam phải trả tự do và trục xuất bởi vì ảnh nắm passport mỹ ảnh nắm passport mỹ cho nên là chưa đầy hai năm thì ảnh đã được cộng sản việt nam phải trả tự do và đưa và trục xuất ảnh ra khỏi việt nam thôi nhưng không được cầm cầm giữ ít lâu nữa tại vì sự can thiệp của đất nước mỹ sự can thiệp của tòa đại sứ hoa kỳ và chính phủ của hoa kỳ cho công dân của họ ngược lại bầu kiên ở tù tới đây bao nhiêu năm rồi quý vị bầu kiên ở tù tới đây bao nhiêu năm rồi có được cả cái quốc gia ở đông âu mà bầu kiên có quốc tịch đó can thiệp không tại vì sao quý vị bầu kiên lấy quốc tịch việt nam nữa trong khi michael phương nguyễn không hề có quốc tịch việt nam mặc dù ảnh là người vượt biển, ảnh chỉ có quốc tịch Mỹ thôi, ảnh không có quốc tịch Việt Nam, cho nên quý vị chính phủ Mỹ can thiệp cho ảnh và cuối cùng ảnh được trả tự do và kể cả những người khác. do đó quý vị cái mà quý vị thấy được cái passport cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam nó bớt bát như thế nào, thứ nhất nếu đi ra nước ngoài quý vị sẽ bị đối xử rất tệ hại từ cái câu chuyện mà cái chuyến bay Eva của cô à, cô à, chiêu đại viên người Đài loan. Đối với một người Việt Nam cùng lập nói tiếng Việt nhưng một người cầm passport Mỹ nó khác với một người cầm passport Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và thứ hai quan trọng nhất là những người bị chiêu dụ nhập lại quốc tịch Việt Nam hay hồi hương. Họ sẽ sống dưới cái luật lệ của cộng sản và họ sẽ bị kết án dưới luật lệ của cộng sản, tương tự như Nguyễn Phương Hằng bây giờ. Nguyễn Phương Hằng bây giờ tôi nói thiệt với quý vị bà ta có cộng cái cái công dân của Cộng hòa Cypress là nhà bà ta đầu tư thôi. Nhưng bà ta chưa đóng góp gì cả cho đất nước của Cypress. Và chưa chắc là Cypress này họ đã can thiệp cho bà ta nữa. Và khi nào họ có can thiệp tới thì công an cộng sản Việt Nam nó cầm cái passport của bả lên, nó nó đây bà là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi xét xử bà ta theo luật lệ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì bây giờ nhân viên ngoại giao của Cyprus cũng kẹt luôn. Nếu họ muốn can thiệp cũng không can thiệp được. Ngược lại trường hợp của Michael Phương Nguyễn vừa được trả tự do năm ngoái, năm kia đó quý vị. Tại vì anh đâu có passport Việt Nam đâu. Anh chỉ có một cái passport duy nhất của Mỹ thôi. Do đó quý vị, nhập quốc tịch Việt Nam hay là hồi hương con dao hai lưỡi nằm chỗ này. Và cái vụ án của Nguyễn Phương Hằng nó có thể làm cho tất cả những cái uh, những cái uh, lời tuyên truyền của Cộng sản đã trở nên phá sản. Bây giờ cái vụ án Nguyễn Phương Hằng tôi không biết bà ta sẽ bị xử bao nhiêu năm tù với những cái lời khai, những lời cáo buộc và tố cáo của một số người. Thì tôi không biết là bà ta sẽ bị kết án bao nhiêu năm tù. Nhưng điều chắc chắn, vụ án của bà ta sẽ làm cho rất nhiều những người Việt hải ngoại càng sợ hơn nữa. Ok, tôi có thể ghé qua Việt Nam thăm viếng gia đình, đi du lịch đôi ba tuần lễ xong tôi về Mỹ. Hay là tôi về lại Úc, tôi về lại Âu Châu. Chứ tôi không dạy gì mà nghe lời suối đi nhập quốc tịch Việt Nam cả. Thứ hai, ngay cả đám Việt Kiều. Tức là những thành phần đi xuất khẩu lao động, những thành phần đi du học, hay là những thành phần đi kết hôn ở nước ngoài để có quốc tịch nước ngoài đó là thành phần này tôi gọi là việt kiều của cộng sản đó quý vị thành phần này bây giờ cũng dội luôn thành phần này bây giờ cũng ớn luôn nhìn cái hình ảnh của nguyễn phương hằng của phạm nhật vũ họ biết được là cái thế yếu của họ nếu họ còn giữ cái passport cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là họ có thể sẽ phải đối diện với bất kỳ một cái án truy tố nào từ phía công an cộng sản mà họ không được sự trợ giúp của những quốc gia mà họ đã có quốc tịch bởi vì cái này là cái giá trả cho hai cái passport đó quý vị có nhiều người bây giờ nhất là những giới nghệ sĩ tìm đủ mọi cách đi ra khỏi việt nam bây giờ tạm thời có cái quyền gọi là cư trú vĩnh viễn ở nước ngoài chưa có quốc tịch nhưng mà vẫn còn kẹt nhiều cái mối làm ăn nhiều cái quan hệ trong việt nam cho nên họ bay về việt nam họ sử dụng passport việt nam thì cái này sẽ là con dao hai lưỡi nếu họ dùng cái green card, nếu họ dùng cái giấy tờ thạm và cái chiếu kháng sinh nhập cảnh của các cái nước sở tại đó quý vị. Thì họ còn được bảo vệ một phần nào. Còn bây giờ cầm passport để lên máy bay vào Việt Nam mà passport Việt Nam thì nó coi quý vị là công dân Việt Nam. Nó đối xử khác ngay. Nó không giống như quý vị cầm, bây giờ dù quý vị là green card, quý vị cầm một cái, quý vị ở Mỹ đi, quý vị về Việt Nam, cứ vị cầm cái Rim cộng với lại cái Permit Re-Enter thôi. Cái đó ít nhất nó có giá trị hơn cái Passport Việt Nam. Nếu quý vị gặp trở ngại trong Việt Nam, ít nhất quý vị cầm cái đó, quý vị còn được tòa đại sứ Mỹ, lãnh, lãnh sự quán Mỹ, xem quý vị là thường trú nhân bệnh viện ở Hoa Kỳ, còn đối xử với quý vị và còn giúp cho quý vị được. Còn nếu mà quý vị cầm cái Passport về Việt Nam, Cộng sản nó đưa ra, hey, nó nhập cảnh ở trên cái Passport đó đánh rõ ràng đây nè. Nó cầm passport Việt Nam để nhập cảnh trở lại Việt Nam. Cho nên không. Chúng tôi xử họ là xử theo cái cái luật của Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là cái bài học cho những người mà nghĩ rằng là ồ, dùng cái passport Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào Việt Nam tiện làm việc hơn. Khỏi qua những hành rất thiên nhiêu khê Yes. Nhưng mà đến lúc có chuyện nó chụp quý vị liền. Còn quý vị về, quý vị nói ô tôi không có passport Việt Nam, tôi chỉ có cái Permit Re-Enter của tôi thôi. Tôi cầm cái green card của Mỹ, cái đó là cái mà tôi có được thôi. Thì nếu Cộng sản Việt Nam cho chiếu kháng vô, họ đâu có dám động tới quý vị. Tại vì quý vị không có giấy tờ nào liên cao tới Việt Nam hết. Mặc dù quý vị nói tiếng Việt. Nhưng mà quý vị cầm cái đó thì quý vị chỉ cần thông báo cho lãnh sự quán hay đại sứ ở Việt Nam thôi. Ô, tôi chưa có quốc tịch. Và tôi cầm cái giấy này tôi đi Việt Nam bởi vì gia đình tôi có vấn đề ở trong Việt Nam hay là tôi muốn ghé qua Việt Nam một giải quyết một số vấn đề. Thì ít nhất tòa đại sứ lãnh sự quán họ biết được quý vị vào Việt Nam bằng cái giấy tờ đó. Họ sẽ monitor, họ sẽ quan sát và có chuyện gì quý vị báo cho họ, họ còn can thiệp được cho quý vị. Còn bay vô Việt Nam cầm cái passport Cộng hòa sau vô nghĩa Việt Nam là quý vị coi như nước chết luôn. Thì cái vụ án của Nguyễn Văn Hằng bây giờ moi ra cái vụ mà Cyprus này để cho quý vị thấy Cộng hòa Cyprus sẽ không có làm gì giúp được cho Nguyễn Phương Hằng hết. Bởi vì bà ta sống và làm việc ở Việt Nam bằng cái passport của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà ta có thể có quốc tịch nhưng mà chưa chắc bà ta có passport. Quốc tịch và passport hai cái khác nhau. Có quốc tịch thì phải đi xin passport, bà ta chưa có nhu cầu ở bên đó cho nên bà ta đâu có thèm xin passport làm gì. Thì quý vị, đây là cái giá cho phải trả. Cho những người mà nghe lời chiêu dụ của cái uh, chính quyền cai trị bên đó là nhập quốc tịch Việt Nam hay hội hương hay là cứ về Việt Nam đi, dùng passport Việt Nam cho nó tiện. Yes, quý vị dùng passport Việt Nam cho nó tiện thiệt. Nhưng khi có chuyện một cái là quý vị phải chịu trách nhiệm. Cái nước sở tại đó không chịu trách nhiệm cho quý vị đâu ok quý vị đó là cái bài nói chuyện của hilton nhật ký vào chiều ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều nhân cái dịp của vụ án xét xử nguyễn phương hằng tôi nói về cái giá trị của cái passport hay là cái giấy tờ ở nước ngoài so với lại cái passport cộng hòa sao chủ nghĩa việt nam nó khác biệt như thế nào và những người nào mà cầm passport việt nam mà đi việt nam nên cẩn thận bởi vì quý vị sẽ giống như nguyễn phương hằng nếu khi mà quý vị bị chụp mũ bởi một cái tội danh nào đó quý vị sẽ khó được sự can thiệp của nước ngoài. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện ngày hôm nay của Phong. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.